Xin chào, rất vui chúng ta được gặp lại các bạn trong một video có chủ đề vũ trụ và tiếp tục là một video vũ trụ vô cùng đặc biệt. Ta biết rằng vũ trụ đối với đa phần mọi người là một chủ đề xa xôi, vĩ mô, bí ẩn và luôn tồn tại những điều mới mẻ. Chính vì vậy, có vô số những ngộ nhận, những ảo tưởng sai lầm mà người ta thường áp đặt cho vũ trụ. Và thông qua hàng nghìn comment mà chúng tớ đọc được trong 29 video thuộc series Vũ trụ by VFX, chúng tớ đã tổng hợp được những ngộ nhận phổ biến nhất. Chào mừng đến với Vũ trụ 30, top 10 ngộ nhận sai lầm nhất về vũ trụ. Mặt trời là ngôi sao duy nhất tồn tại hành tinh xung quanh nó. Ngày nay, các chuyên gia cho rằng đa phần các ngôi sao trong dải ngân hà Milky Way đều có những hành tinh quay xung quanh chúng. Không phải bởi người ta đã quan sát thấy hàng trăm tỷ hành tinh khác nhau quay quanh hàng trăm tỷ ngôi sao thuộc Milky Way, mà bởi người ta tin rằng cách mà những ngôi sao trong vũ trụ được hình thành đều khá là giống nhau, đó là từ sự sụp đổ hay sự co lại của những đám mây bụi khí gas khổng lồ. Và do mặt trời sở hữu tới 8 hành tinh xung quanh nó, chẳng có lý do gì để không tin rằng mỗi ngôi sao trong số hơn 100 tỷ ngôi sao thuộc Milky Way đều có cho riêng mình ít nhất một hành tinh. Hành tinh gần mặt trời nhất là hành tinh nóng nhất. Ai cũng biết thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời từ trong ra ngoài lần lượt là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh. Theo lẽ thường, hành tinh gần mặt trời nhất sẽ là hành tinh nóng nhất. Thế nhưng, trong trường hợp này, hành tinh nóng nhất hệ mặt trời không phải thủy tinh Mercury mà là kim tinh Venus. Thật vậy, trong khi nhiệt độ bề mặt của thủy tinh dao động từ 427 độ C vào ban ngày và âm 173 độ C vào ban đêm với trung bình khoảng 167 độ C, nhiệt độ bề mặt trung bình của kim tinh lại lên tới 462 độ C tại bất kỳ địa điểm nào và bất kỳ thời điểm nào. Nguyên nhân là do thủy tinh gần như không có bầu khí quyển, dẫn đến việc nhiệt lượng mà nó nhận được vào ban ngày sẽ nhanh chóng phân tán vào không gian vũ trụ vào ban đêm. Trái lại, kim tinh không những có bầu khí quyển, nó sở hữu một bầu khí quyển cực đậm đặc với thành phần chủ yếu là CO2, một loại khí nhà kính với nội tại làm nóng các hành tinh. Để cho bạn dễ hình dung, thì nhân loại đang cuống cuồng đối phó với hiệu ứng nhà kính cùng sự nóng lên toàn cầu với nồng độ CO2 trong khí quyển của trái đất chỉ là 0,04%. Trong khi đó, lượng CO2 trong khí quyển của Venus lên tới 96,5%. Không chỉ có vậy, áp suất khí quyển tại bề mặt hành tinh này lên tới 91 atmosphere, tức gấp tận 91 lần áp suất khí quyển tại mặt nước biển của trái đất. Để cho bạn dễ hình dung hơn chút nữa, thì việc đứng trên bề mặt của kim tinh nó cũng sẽ na ná với việc bạn bơi tại độ sâu khoảng 910m dưới mặt nước biển của trái đất mà không mặc đồ bảo hộ vậy. Mặt trời đang cháy. Thật là dễ hiểu khi một ai đó tưởng rằng sức nóng mà mặt trời có được đến từ sự cháy. Đơn giản là bởi khi cái gì đó cháy thì nó sẽ nóng, và mặt trời thì rất là nóng với nhiệt độ bề mặt là 5.505 độ C và nhiệt độ tại phần lõi lên tới 15 triệu độ C. Thế nhưng, kỳ thực, những con số trên hoàn toàn không đến từ sự cháy, được định nghĩa là một quá trình, chính xác hơn là một phản ứng oxy hóa khử, trong đó yêu cầu một chất đốt đóng vai trò chất khử, tỉ dụ như củi, than đá hay butan và propan trong bình ga nhà bạn, và một chất oxy hóa, thường là oxy. Mặt trời có chất đốt, đó là hydro, chiếm tới 73,46% khối lượng, thế nhưng lại không có oxy. Chính xác hơn thì là không có đủ oxy, khi chất này chỉ chiếm 0,77% khối lượng của mặt trời. Ngoài ra, không gian vũ trụ có bản chất là chân không, tức không có cái gì cả, bao gồm cả oxy để duy trì sự cháy. Điều này có nghĩa là trên lý thuyết, bạn không thể đốt bất cứ thứ gì trong không gian vũ trụ. Quay trở lại với mặt trời, nhiệt lượng mà ngôi sao này giải phóng, thứ mang lại sự sống cho hành tinh của chúng ta, đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra tại lõi của những ngôi sao chuỗi chính, main sequence star. Một phản ứng mà trong đó hai nguyên tử hydro nhẹ hơn sẽ được nén lại thành một nguyên tử heli nặng hơn, đồng thời giải phóng ra một chút năng lượng dư thừa dưới dạng ánh sáng mặt trời. Đúng vậy, chúng ta sống dựa vào chút thức ăn thừa của mặt trời. Và do mặt trời không cháy, bạn không thể dùng nước để dập tắt mặt trời. Thậm chí, các nhà
nhà khoa học cho rằng một xô nước đổ lớn hắt thẳng vào mặt trời sẽ khiến quá trình hợp hạch tại lõi của ngôi sao này trở nên dữ dội hơn và khiến ánh sáng vào mỗi buổi trưa trên trái đất trở nên gay gắt hơn, do nó vô tình bổ sung một lượng lớn hydro cần thiết cho các phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cơ thể con người sẽ phát nổ trong không gian vũ trụ. Như đã trình bày bên trên, không gian vũ trụ có bản chất là chân không, tức có áp suất khí gần như bằng không. Thế nhưng điều này lại không hề có nghĩa rằng cơ thể con người sẽ phát nổ giống như một quả bong bóng khi bị thả vào trong không gian vũ trụ mà không có bộ đồ bảo kê, bảo hộ. Đồng ý là cơ thể con người tiếp xúc trực tiếp với không gian vũ trụ trước sau gì thì cũng chết, thế nhưng phát nổ thì nghe có vẻ hơi hồ lý út. Theo đó, sự chênh lệch áp suất ngay lập tức sẽ khiến nước nằm trong những hệ thống không kín như nước bọt, nước mắt, máu và những chất lỏng làm ướt các túi phổi, sôi và nhanh chóng bốc hơi. Không khí trong phổi sẽ nở ra nhanh chóng, khiến bạn vỡ phổi nếu không ngay lập tức thở hết chúng ra. Oxy trong máu và phần còn lại của cơ thể bạn cũng sẽ nở ra. Bạn sẽ phình to ra gấp đôi và trở nên mập ú. Thế nhưng, nói gì thì nói, bạn vẫn sẽ không nổ tung nhờ vào sự đàn hồi tuyệt vời của làn da. Cứ ra ngoài không gian là không trọng lực. Những hình ảnh này rất có thể sẽ khiến vô số người lầm tưởng rằng các phi hành gia trên trạm không gian trở nên không trọng lượng do họ không còn phải chịu tác động từ lực hấp dẫn của trái đất. Trên thực tế, thứ mà các phi hành gia cảm nhận được trên ISS đúng là cảm giác không trọng lượng. Thế nhưng, cảm giác này có được không phải vì họ đang ở trong môi trường không trọng lực. Thật vậy, người ta tính toán được rằng ở khoảng cách 400 km, lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên trạm vũ trụ quốc tế chỉ giảm đi khoảng 10%, tức vẫn ở mức 90%. Ngay như mặt trăng, cách chúng ta gần 400.000 km vẫn chịu lực hấp dẫn bằng khoảng 17% lực hấp dẫn tại bề mặt của trái đất. Từ đó ta thấy rằng, quan niệm các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế đang ở trong môi trường không trọng lực, tức không chịu tác động bởi lực hấp dẫn của trái đất là hoàn toàn bất hợp lý. Vẫn theo đó, cảm giác không trọng lượng mà các phi hành gia trên ISS được trải nghiệm đến từ việc cả họ và trạm không gian đang rơi tự do xung quanh trái đất với vận tốc khoảng 7,66 km/giây. Nghe thì có vẻ khó hiểu, thế nhưng nôm na thì tốc độ rơi của trạm vũ trụ và các phi hành gia bên trong được điều chỉnh để trùng với độ cong của bề mặt trái đất và do đó sẽ không bao giờ rơi xuống mà chỉ rơi xung quanh. Nói vậy có nghĩa là để được trải nghiệm cảm giác không trọng lượng giống như các phi hành gia, bạn chỉ cần ở trong một chiếc thang máy đang rơi tự do hoặc là ở trong một chiếc máy bay đang trúc đầu xuống đất. Hố đèn vũ trụ giống như những chiếc máy hút bụi khổng lồ. Cái định nghĩa của hố đen, nó rất dễ khiến cho người ta có những suy nghĩ sai lệch về vật thể này. Một vùng trong không thời gian sở hữu trường hấp dẫn mạnh tới mức ngay cả ánh sáng, thứ nhanh nhất vũ trụ cũng không thể thoát ra từ bên trong nó. Nghe cứ như kiểu hố đen là những chiếc máy hút bụi khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì ở quanh nó ấy nhờ. Không hề, tuy có trường hấp dẫn cực mạnh, thế nhưng hố đen lại không phải là những chiếc máy hút bụi vũ trụ như nhiều người vẫn lầm tưởng. Trên thực tế, các nhà khoa học cho rằng việc thay thế mặt trời bằng một hố đen có khối lượng đúng bằng mặt trời sẽ gần như không làm thay đổi quỹ đạo của trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời. Đơn giản là bởi lực hấp dẫn tạo ra bởi mặt trời nó sẽ bằng với lực hấp dẫn tạo ra bởi một hố đen với khối lượng của mặt trời. Chỉ khi có thanh niên vô phước nào đó đến quá gần, những chiếc hố đen mới trở nên đáng sợ mà thôi. Vùng tối của mặt trăng. Dark Side of the Moon, mặt tối của mặt trăng hay vùng tối của chị Hằng là những khái niệm mà nhiều người dùng để chỉ một vùng được cho là không bao giờ được chiếu sáng trên mặt trăng, nơi mà rất có thể đang ẩn chứa một cái gì đó vô cùng thú vị. Bởi bạn biết rồi đấy, theo lẽ thường thì cái gì càng tối, càng dark deep, nó lại càng kích thích trí tò mò của con người ta. Thế nhưng có thật là mặt trăng tồn tại một vùng không bao giờ được chiếu sáng? Câu trả lời là không. Đúng là hiện tượng khóa hấp dẫn, gravitational locking, khiến mặt trăng mất khoảng 27,322 ngày để quay hết một vòng quanh trái đất,
đồng thời cũng mất 27 ngày để tự quay hết một vòng xung quanh trục của mình. Điều này vô tình khiến chúng ta chỉ quan sát được 59% bề mặt của mặt trăng là phần luôn hướng về phía trái đất, 41% còn lại luôn chành chó ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nửa bán cầu kia của mặt trăng luôn chìm trong bóng tối và là một bí ẩn đối với con người. Theo đó, khi mặt trăng đi vào quỹ đạo giữa trái đất và mặt trời, trong thiên văn học gọi là pha trăng mới, New Moon Phase, nói cho dễ hiểu thì là những ngày đầu tiên trong tháng âm lịch khi chúng ta không thể quan sát thấy mặt trăng. Khi này, nửa kia của mặt trăng, tức cái phần tối của chị Hằng, sẽ được, bị mặt trời phơi bày ra ánh sáng. Rõ là cái đồ mặt trời vô duyên. Năm ánh sáng là đơn vị đo thời gian. Nghe thì có vẻ đúng thế, thế nhưng thực tế lại không phải thế. Năm ánh sáng là một đơn vị đo chiều dài, được định nghĩa là khoảng cách mà ánh sáng di chuyển được trong chân không trong đúng một năm Julian, tức 365,25 ngày, và có giá trị xấp xỉ 9,46 nghìn tỷ km. Bởi vậy, khi nói ngôi sao nọ, ngôi sao kia, cách trái đất 100 năm ánh sáng, có nghĩa rằng khoảng cách từ ngôi sao nọ hoặc kia đó đến trái đất đúng bằng khoảng cách mà ánh sáng di chuyển được trong chân không trong vòng 100 năm, tương đương với khoảng 946.000 tỷ km. Đây là một khái niệm cơ bản, thế nhưng lại rất hay bị nhầm bởi các bạn khán giả nhỏ tuổi, thế nên được chúng tớ đặt cách đôn lên vị trí thứ 3. Mọi thứ chỉ là những thuyết. Big Bang cũng chỉ là một học thuyết. Lực hấp dẫn lý thuyết. Tương đối rộng hay tương đối hẹp gì thì tóm cái máy lại cũng chỉ là những học thuyết, theory, chứ không phải là sự thật, fact. Ngay cả các lĩnh vực nghiên cứu tất cả những thứ đó cũng chỉ được gọi là vật lý lý thuyết, theoretical physics. Thế thì những cái thuyết đó chắc gì đã đúng. Nếu bạn từng nghĩ như vậy thì có lẽ bạn đã nhầm. Và thứ khiến bạn nhầm đó là sự khác nhau về mặt định nghĩa giữa khái niệm lý thuyết khoa học và lý thuyết trong giao tiếp thường ngày. Theo đó, để được công nhận là một học thuyết khoa học, một học thuyết cần phải được kiểm tra và xác minh nhiều lần bằng các phương pháp khoa học, sử dụng các quy trình quan sát, đo đạc và đánh giá kết quả được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học, đồng thời còn phải tuân thủ một rổ những định lý, những quy tắc, những hằng số vốn được coi là sự thật. Còn trong đời sống hàng ngày, khi ta nói cái gì đó trên lý thuyết thì cái gì đó đó nó thường mang ý nghĩa ngược lại, nghĩa là chưa được kiểm chứng và nhiều khả năng là hoàn toàn không xảy ra ở ngoài đời thực. Nói vậy để thấy rằng tất cả những học thuyết mà chúng tớ từng đề cập trong các video về vũ trụ có thể chưa chính xác, có thể chưa phải là sự thật, thế nhưng chúng là những thứ gần với sự thật nhất mà những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại có thể tìm ra. Thế cho nên là các bạn cứ tin mạnh vào, hoặc là thử chứng minh chúng sai xem sao. Đường kính vũ trụ chỉ là 27,6 tỷ năm ánh sáng. Sau gần như bất cứ video nào mà chúng tớ đề cập tới tuổi của vũ trụ và đường kính của phần vũ trụ quan sát được, những câu hỏi kiểu như thế này luôn xuất hiện. Tại sao vũ trụ mới chỉ tồn tại có 13,8 tỷ năm mà đường kính của phần vũ trụ quan sát được lại tận 93 tỷ năm ánh sáng? Vô lý vãi lúa, cần lời giải thích. Thực tế thì không có gì vô lý ở đây cả. Vũ trụ đúng là mới chỉ tồn tại được 13,8 tỷ năm. Đúng là không gì có thể di chuyển trong không gian vũ trụ nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Thế nhưng đúng là đường kính của phần vũ trụ quan sát được, Observable Universe, là 93 tỷ năm ánh sáng. Nguyên nhân là bởi vũ trụ, kể từ thời điểm Big Bang, đã và đang không ngừng nở rộng với tốc độ tăng dần. Cụ thể hơn, như đã từng trình bày trong một video trước đây, sau kỷ lạm phát kéo dài từ thời điểm Big Bang đến 10 mũ trừ 32 giây sau Big Bang, vũ trụ không ngừng nở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều và chậm dần đi trong suốt 9,8 tỷ năm kể từ Big Bang và chỉ mới tăng tốc trở lại từ cách đây khoảng 4 tỷ năm nhờ vào sự chiếm ưu thế của năng lượng tối, Dark Energy, một dạng năng lượng bí ẩn tràn ngập khắp không gian, chiếm tận 68% dung lượng của vũ trụ và được cho là có xu hướng thúc đẩy quá trình nở rộng của vũ trụ. Và đó là lý do khiến phần vũ trụ quan sát được có đường kính tận 93 tỷ năm ánh sáng, trong khi vũ trụ mới chỉ tồn tại được vỏn vẹn 13,8 tỷ năm. Dành cho những bạn đang thắc mắc tại sao vũ trụ lại có thể giãn nở nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, khi mà thuyết tương đối đặc biệt
của Albert Einstein giới hạn vận tốc ánh sáng 299.792.458 m/s là vận tốc lớn nhất mà mọi vật chất và thông tin có thể di chuyển trong không gian vũ trụ. Thì xin thưa rằng học thuyết này chỉ áp dụng với vật chất và thông tin di chuyển trong không gian vũ trụ, chứ không được áp dụng đối với bản thân vũ trụ hay với không gian của vũ trụ. Các bạn vừa xem xong video Vũ trụ 30, top 10 ngộ nhận sai lầm nhất về vũ trụ được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn dính mấy ngộ nhận trong danh sách trên? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ nội dung nào của VFX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!